quý vị, có thể nói Đại hội Đảng lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần giải quyết. Từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của những tiến bộ khoa học công nghệ đã tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. Trên tinh thần đó, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội 13 thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta. Thưa quý vị, so với các kỳ đại hội trước, Đại hội lần thứ 13 của Đảng có nhiều nét đổi mới, nổi bật, ấn tượng trong công tác tổ chức các phiên họp, chuẩn bị các dự thảo văn kiện của Đại hội, các bài tham luận của đại biểu đến công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội. Chính sự đổi mới khoa học, sự chuẩn bị chu đáo, bài bản đã giúp cho Đại hội, dù kết thúc sớm hơn gần 2 ngày, vẫn hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Trước hết về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng, văn kiện chính là linh hồn của Đại hội. Việc Đảng quan tâm, xem xét, tiếp thu tối đa những yếu tố hợp lý trong góp ý của nhân dân vào dự thảo văn kiện thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta, dân là gốc, mọi chính sách phát triển đều vì nhân dân. Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban văn kiện cho biết, trong hơn 2 năm, các tiểu ban đã phối hợp tổ chức gần 60 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm và thành lập 50 đoàn đi khảo sát thực tế, làm việc, xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Tham vấn ý kiến các chuyên gia, đã tổ chức 2 đoàn đi khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài. Các cơ quan nghiên cứu lý luận khoa học đã gửi khoảng 80 báo cáo tư vấn, báo cáo kiến nghị cho các tiểu ban. Đã có hàng triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện và được tổng hợp về Trung ương với 1.410 trang, báo cáo tổng hợp chung gần 200 trang. Có thể khẳng định, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nghiên cứu, chất lọc, lựa chọn, tiếp thu. Từ diễn đàn này, Đại hội chúng ta chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các đồng chí lão thành, của toàn thể các đồng chí, đồng bào, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, nhân dân và đất nước. Mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh,
đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, trong quá trình soạn thảo các văn kiện, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo sát sao chặt chẽ, vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng, cập nhật được sự thay đổi của tình hình, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, vừa phát huy dân chủ rộng rãi, bảo đảm tính khoa học, kết tinh được trí tuệ của toàn đảng, toàn dân. Các báo cáo góp ý đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa vào các dự thảo văn kiện, xác định được tầm nhìn, cập nhật kịp thời những diễn biến mới nhất của tình hình trong nước và thế giới để phân tích, dự báo có cơ sở khoa học về xu hướng phát triển của thế giới và đất nước trong giai đoạn mới, tạo cơ sở cho việc xác định các mục tiêu phát triển trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó nhận được sự đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hầu hết đều cho rằng các dự thảo văn kiện trình đại hội lần này đều được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng, gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, có nhiều điểm mới, thể hiện tầm cao trí tuệ của đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quan trọng quyết định hàng đầu đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, khẳng định vị thế phát triển của đất nước trong tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Với cái tư tưởng lấy dân làm gốc, thì Đại hội 6 của Đảng là nêu lên khẩu hiệu là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đến Đại hội 7 thì Đảng ta nâng lên thành cái phương châm và qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, thì Đại hội 13 thì trong cái dự thảo báo cáo chính trị ấy, Đảng ta có thêm hai cái điểm mới, đó là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và đặc biệt là dân thụ hưởng. Cái công tác chuẩn bị của đại hội của cái khóa 12, các ban lãnh đạo khóa 12 là rất là tốt, kể cả văn kiện cũng như là nhân sự đều làm rất là chu đáo. Đối với các tham luận được trình bày tại đại hội, khác với các kỳ đại hội trước, tại Đại hội 13 của Đảng, các bài tham luận đều nói lên tiếng nói của ngành, của lĩnh vực, của địa phương, bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội để làm rõ hơn những quan điểm đã được trình bày trong dự thảo văn kiện trình Đại hội 13. Những thông tin các đại biểu trình bày tại Đại hội đều có giá trị thực tiễn hết sức phong phú, góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện trước khi đại hội biểu quyết, đồng thời cũng là những thông tin hết sức phong phú để xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 ở từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng đơn vị. Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự thống nhất với báo cáo chính trị và đánh giá cao chất lượng các văn kiện trình đại hội. Đồng thời trình bày tham luận với chủ đề một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 531 đảng viên, cảnh cáo 101 đảng viên, cách chức 12 đảng viên và khai trừ 52 đảng viên. Đảng viên là cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 125 đồng chí. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã rút ra những bài học sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức xây dựng Đảng, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của các cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của thành phố, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Vấn đề này đã nhận được sự đồng tình rất cao của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và người dân thành phố khi theo dõi bài tham luận. Tôi thấy đây là một bài tham luận hết sức là chất lượng, và thứ hai thể hiện rằng cách nhìn thẳng thắn từ thực tế của thành phố Đà Nẵng, và qua một nhiệm kỳ đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng đã dám nhìn thẳng vào sự thật và để cùng khắc phục những hạn chế. Tôi là một cái phóng viên theo dõi cái đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thì tôi đánh giá tôi có khá ấn tượng sâu sắc với cái bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Một bài phát biểu tham luận ngắn gọn, xúc tích, tuy nhiên thì đã nhìn thẳng vào sự thật, cũng như là đưa ra những cái bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng cũng như là giám sát kỷ luật Đảng. Cái bài phát biểu tham luận của đồng chí Bí thư Thành ủy phải nói là rất là sâu sắc, rất là
đi theo vào cái mong mỏi của đảng viên và người dân chúng tôi, kỳ vọng vào đó. Chúng tôi cũng luôn luôn mong mỏi là công tác giám sát, kiểm tra giám sát trong đảng chúng ta phải làm thường xuyên và xuyên suốt, và đồng thời cũng là phải quyết liệt từ trái xuống dưới, đặc biệt là đối với là các đồng chí là đứng đầu cấp ủy và các tổ chức. Thiên về ý kiến của đồng chí Bí thư á, đặt nặng về vấn đề trọng tâm là công tác xây dựng đảng, mà nhất là công tác kiểm tra của đảng. Cho nên mọi ý kiến này tôi thấy rất là tuyệt vời. Đối với ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy trong lúc này, tham khảo trong đại hội, không đề cập những vấn đề lớn khác, nhưng mà đề cập về chính về cái công tác xây dựng đảng hiện nay đối với đảng bộ thành phố này thế nào. Thành phố này mạnh thì trước mắt là đội ngũ cán bộ phải mạnh, thì đội ngũ cán bộ mạnh thì kinh tế sẽ phát triển. Thưa quý vị, một trong những nét nổi bật nhất của đại hội lần thứ 13 của đảng là công tác chuẩn bị nhân sự. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại buổi họp báo sau phiên bế mạc đại hội, đây là một trong những đại hội thành công nhất trong thời gian vừa qua. Theo đó, công tác nhân sự được thực hiện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh, từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu, chắc đến đó. Kết quả, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 13 gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết, tiêu biểu cho hơn 5,1 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà đảng và nhân dân giao phó. Qua theo dõi đại hội, người dân thành phố cho rằng đây là một kỳ đại hội đáng nhớ khi đảng bộ thành phố Đà Nẵng có tới 2 đồng chí được tín nhiệm tham gia Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13. Đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Qua cái đại hội thành công của cái đại hội này, chúng tôi tin tưởng là đại hội đã bầu ra một ban chấp hành có đủ đức, tài, có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước, thực hiện cái nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã được đại hội thông qua. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Phấn khởi ở cái chỗ là đại hội đã bầu ra được ban chấp hành Trung ương Đảng 200 đồng chí. Trong đó là 180 là Trung ương chính thức và 20 dự khuyết. Trong 20 dự khuyết thì riêng thành phố Đà Nẵng chúng ta có một đồng chí là chính thức và một đồng chí dự khuyết. Đây là một cái điều rất mừng mà mang đưa tầm của Đà Nẵng lên. Cái thứ hai là cái đội ngũ mà ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 13 này là vừa là có tâm, vừa có tầm, có đạo đức và có năng lực. Thưa quý vị, trong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và đón Xuân Tân Sửu đang về, thành công của Đại hội 13 của Đảng như một làn gió xuân lan tỏa những điều tốt lành, những tín hiệu tích cực về tinh thần đổi mới, giúp chúng ta thêm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí của toàn đảng, toàn dân tộc ta, vào tương lai tươi sáng của đất nước ta.